Theo đó, hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người ở cạnh công trình 2 tầng đang xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám nghe tiếng động lớn nên chạy đến kiểm tra. Tại đây họ phát hiện một công nhân 19 tuổi nằm bất động trên giàn khung sắt công trình. Theo người dân, thời điểm trên có khoảng 5-6 công nhân đang tháo dỡ để xây mới lại công trình. Trong lúc tháo dỡ thì một công nhân bất cẩn rơi xuống bị thanh sắt đâm vào người. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh có mặt giải cứu, đưa nạn nhân vào bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. Lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.